Thưa quý vị và các bạn, trong không khí của những ngày cận Tết, rất nhiều những chương trình văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức và chào mừng Tết Quý Mão 2023. Hòa chung với không khí này tại mảnh đất Việt Trì Phú Thọ, một chương trình nghệ thuật chào xuân được tổ chức kết hợp nhiều loại hình đặc sắc, cả truyền thống lẫn hiện đại, từ âm nhạc đến thời trang, tất cả đã mang đến một không khí rộn ràng của hoa xuân trên vùng đất tổ. Hướng dẫn các bạn nhỏ học múa hát xoan, một trong những di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Phú Thọ. Cùng với đó là kết hợp trình diễn thời trang với các bộ sưu tập lấy cảm hứng văn hóa hay những ca khúc sôi động, đậm nét văn hóa ba miền như hò miền Nam, hát xoan, giai điệu Tây Bắc được các nghệ sĩ nhí biểu diễn trong chương trình Xuân Đất Tổ đã khai màn cho các hoạt động chào xuân trên mảnh đất nơi đây. Với cái mong muốn là có thể truyền tải được những giá trị văn hóa nghệ thuật không chỉ của Việt Nam mà là từng vùng miền riêng, từng tỉnh thành riêng. Huyền rất là vui khi là một phần giúp cho nghệ thuật của Việt Nam này cũng như là của Việt Trì nói riêng có thể phát triển rộng rãi hơn và mọi người có thể biết nhiều hơn. Chương trình sau diễn thời trang lại có cái sự kết hợp chặt chẽ đối với chương trình tôn vinh văn hóa dân tộc, thì trong đó có hát xoan Phú Thọ, thì đây là một cái điều mà rất là thú vị, vì là cái chương trình thời trang nhưng mà tôn vinh những cái vẻ đẹp truyền thống của dân tộc trong cái dịp lễ Tết của dân tộc, thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Với sự đầu tư chỉn chu, bộ sưu tập Xuân Đất Tổ với sắc đỏ là chủ đạo, kết hợp giữa sự mạnh mẽ và mềm mại cùng với sắc đỏ đậm nhạt mang đến những nét rất mới cho tà áo dài truyền thống. Sắc hoa đỏ rực rỡ trong những ngày đầu xuân mới, chương trình Xuân Đất Tổ đã một lần nữa cho thấy văn hóa là một trong những niềm cảm hứng bất tận cho các nhà thiết kế. Lần đầu tiên thì mình đang mang một cái fashion show, một cái chương trình trình diễn nghệ thuật bên cạnh thời trang để về với đất tổ Việt Trì. Đấy là phần được đầu tư rất là tâm huyết về các tiết mục trình diễn nghệ thuật, và đặc biệt rằng rất mong được mang cái không khí cũng như cái những cái nét văn hóa ngày Tết của phương Nam ra phương Bắc, và cũng như là tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa ngày Tết của phương Bắc và truyền tải đến khán giả cả nước lần này. Đó là một sự kết hợp giữa giao lưu về văn hóa của Việt Nam ở cả phương Bắc và phương Nam, với mong muốn rằng là các bạn nhỏ có thể hiểu thêm nhiều về các tập tục, phong tục tập quán ngày Tết của Việt Nam mình. Âm nhạc, thời trang, những màn trình diễn ấn tượng, đây chính là món quà xuân mà ekip thực hiện dành tặng cho công chúng. Điều đặc biệt là với tinh thần lan tỏa những giá trị nhân văn, gần 40 em nhỏ mồ côi dị tật cầm điếc bẩm sinh và có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được tham gia trình diễn. Sự tự tin hòa cùng với sắc xuân đã mang tới một cái Tết ấm áp cho những người dân đất tổ.